Hi. Chào các bạn đến với kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Mình là viên tàu lao, chào với đâu Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tony. Trước tiên Đại Lâm xin chúc cho các bạn luôn sức khỏe, là may mắn trong cuộc sống nha. Hiện tại bây giờ banh bóng rất khan hiếm, kèo cột lung tung sà bằng khó quá các bạn ơi. Bữa nay Đại Lâm gặp lại ông vua Hội Làng, Trường Trấn Bân bằng tay thật tổ, tiếng đen cái gì cũng đen. Và bên kia là Tân Ca trẻ mới xuất hiện, ốc tí nị tại sân Dĩ An Bình Dương các bạn. Mời các bạn làm vài con ốc cùng với nhóm anh em của Đại Lâm nha. Tiếng đen cái gì cũng đen, ai quấn ăn quá. Vô cái cây, vô các bạn ơi, toàn lấy trắng không à. Vô. Nói sao các bạn ơi, Thạch Đen nói đang cấp kèo bộ 4 Đồng Tháp, nào có tiếp không Thạch Đen, Trường Trấn Bân không nha. Bộ có tiếng đen, bộ 4 Đồng Tháp nào có tiếp tiếng đen thì alo nha. Cái gì nữa? À, đây là các bạn vừa ăn vừa cáp kèo luôn các bạn ơi. Các bạn Đồng Tháp ơi, về giao lưu luôn nha. Menu gì cũng có các bạn. Tiên đen à, quán ăn quá các bạn, liếm ghê quá các bạn, liếm mỏ chép chép gớm. Em ơi, các bạn thấy ông vua là Hội Làng hôm nay ông chơi cái đầu ghê thật chứ. Thôi đừng có đồng nữa, đầu nó đau khổ rồi, có nói quá. Mình thấy làm gì là không ai thấy ông chơi cái đầu, cho thấy ông dễ hơn các bạn ơi. Quá ghê. Lẩu anh chưa? Nhìn kỹ Trường Trấn Bân rất đẹp trai các bạn, mà chưa có người yêu luôn bạn. Con thì lùm đùm lề đề thôi nha. Cái nào nói trước nha, chưa có người yêu, con thì lùm đùm lề đề. Ok. Lẩu hải sản. Lẩu hải sản. Ăn anh. Có cái lẩu hai cái đúng không? Sầu huyết đi. Sầu huyết là có hả? À quán ăn quá các bạn ơi, đúng là tiếng đen à quán ăn quá, tiếng đen ăn ghê quá các bạn ơi. Đang kêu kèo nha. Đây là ốc hương luôn nha các bạn. Tiếng đen với Thạch Đen, Trường với thằng Tân Ca kia, xương cốt lúc này nó bị sao sao đó, ăn này vô cho cứng xương á, biết không? Cứng xương nghe, cái nào nói chứ cứng xương nghe, ốc cứng xương. Nhân dịp ăn uống như thế này và sân cà phê Ngọc Như, sau lưng sân vận động Dĩ An mới Bình Dương, có nhã ý là muốn mời các bạn Đồng Tháp Cao Lãnh lên giao lưu với các anh em trên đây sân này. Đại Lâm đang cũng đang ngồi cách sân khoảng 50 mét các bạn, ốc tí nị nha. Và nếu mà có cuộc chơi lên đây giao lưu
thì người ta sẽ gửi, chủ sân sẽ gửi 2 triệu tiền xe cho các bạn Đồng Tháp nhé. 2 triệu tiền xe cho các bạn Đồng Tháp lên Zalo chơi nhé. Nếu có kèo mà phải có cáp kèo được lên chơi Zalo nha các bạn Đồng Tháp nhé. Đây là Đại Lâm đang ngồi với tiếng đen, Thạch Đen, Trường Chân Bơm. Và nghe Thạch Đen và tiếng nói như thế nha các bạn. Đây là Đại Lâm cũng nhỏ ý giùm thôi nha. Và các bạn đang đói bụng ăn trước thì tính sao nha. Các bạn thấy món lạ lạ không? Ăn cái này về để tôi sò huyết la cốt nha. Trứng gà la cốt thì đó giờ biết còn là lần đầu tiên Đại Lâm trong đời luôn á, 50 tuổi rồi. Wow. Với cái sò huyết la cốt. La cốt này ăn như sao? Thật sự mà nói Đại Lâm rất muốn tìm kèo, quay kèo cho các bạn xem các bạn ơi. Nhưng mà thật sự bây giờ rất khó các bạn ơi. Cáp kèo khó lắm các men ơi. Còn riêng mà hàng kẻ lên đây là đâu đi đồng với Đại Lâm, Đại Lâm vẫn tiếp. Hàng kẻ. Hàng kẻ. Chua hả? La cốt các bạn ơi, sầu huyết la cốt nha. À, để Đại Lâm sẽ bày mưu cho các bạn về cái ăn sầu huyết này. Đại Lâm chuẩn bị ở đây là Đại Lâm nói thiệt ra đây là con sầu huyết các bạn không? Đây là con sầu huyết nha. Nhưng mà đa số con sầu huyết mà chưa chín tới là các bạn sẽ không có lấy gì được đúng không? Nhưng mà cái tay mình thôi nè, cái tay mình quào quào lên cái mài con sầu huyết bảo đảm 100% là banh ra nhẹ nhàng. Đây là bí quyết ăn sầu huyết nha các bạn. Đây thiệt, thật sự nhẹ nhàng tình cảm ra thấy chưa? Ok. Đúng ngon. Cái đó là còn mà các bạn biết cái lỗ mũi sâu cạn là biết là cái lỗ mũi nè, cái lỗ mũi Đại Lâm lỗ mũi sâu ghê lắm các bạn. Không ngồi chụp hết nè. Đọc cái đó. Đúng rồi nè. Nè. Ví dụ như này ông ra là tiếng đúng không nè? Tính nha. Ví dụ vậy rồi nè. Không có đó thì tiền kiếm bóng chứ. Đúng rồi. Cái này nó giống như là chị em kiểu phải về. Rồi. Nữa hả?
chào các bạn nha. Một lần nữa anh em của Đại Lâm chúc cho mọi người luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nha. Chào mọi người. Bye bye nha. Nhớ xe và leo, leo và xe. Còn các bạn nào có đồ đạc thì phải đến với quần áo Acid, dòng Acid thể đến tiếng này nha. Còn các bạn nào banh bóng bằng gối thì hãy tới với Thạch Đen, vô Thạch Đen. Các bạn nào muốn thêm điều gì nữa thì hãy đến với trường Trang Bom nha. Còn bên kia là Tân Ca, trẻ mới lên, rất là trai, chưa có nghiệp nha. Ok.